cho tôi xem em vào lúc 12 giờ đêm. Nói với tôi rằng tôi là người mà cô không bao giờ quên. Chắc là cô nhầm người hoặc là cô nhầm tên. Tôi đã nói tôi chỉ muốn nghe từ miệng của cô duy nhất khi cô đọc dê. Anh khí của cô từ 5 năm trước giờ có gì khác. Tôi còn lại thứ đã cất, cô cứ cất ở trong thùng rác. Gia đình không thừa tốn tình cảm, cái khốn tình bạn của cô tôi đéo cần. Không muốn giữ liên lạc có nghĩa là hai đứa mình nó đéo. Thân của chết rồi đi làm ma, đừng nhìn người ta qua cầu rồi kéo. Chân của có miếng thành hôn xa hoa thì thằng bố mình đây cũng đéo. Ưng cái duyên của còn không có, vậy tại sao phải kêu dẻo. Vậy đừng đem qua tim ra tặng, kêu xuân tinh ra bố cũng đéo nhận. Vì tôi có vợ có con, có sự nghiệp con nhà có cửa. Còn cô thì có cái gì, cho riêng mình mọi chi có chửa. Nên làm ơn đi, đừng có nói với tôi rằng cô muốn bách đi. Tôi không phải kéo lịch nhân mục là bè, chứ không có bách đâu, come on.